Và ngày hôm nay với thời lượng của một buổi học sẽ khoảng độ 1 tiếng rưỡi thì chúng mình sẽ tập trung vào dạng đề viết bài văn, nghị luận văn học các em nhé. Đồng ý chưa nào? Đồng ý không? Và như chị cũng có chia sẻ đấy, là các bạn thi dạng đề viết đoạn văn, chúng ta hoàn toàn vẫn có thể theo dõi để đến cái phần mà học về cách phân tích thơ hay là phân tích văn xuôi thì chúng ta sẽ rút ra được những cách viết để áp dụng vào dạng đoạn văn. Đồng ý với chị không nào? Rồi chúng ta thống nhất như vậy nhá. Ok, đồng ý không? Rồi, về lý luận văn học cho học sinh giỏi thì chị sẽ gọi là chạm đến một chút xíu. Đó không phải là nội dung chính của buổi học này, thế nhưng sẽ có chạm đến một chút xíu đấy. Thì các bạn sẽ cùng theo dõi để chúng ta nắm bắt nhá. Đồng ý không? Rồi, thế thì để cho cái nội dung kiến thức của buổi ngày hôm nay thiết thực với các bạn và dễ để chúng ta nắm bắt nhất, thì chúng ta sẽ thực hành ngay trên một đề bài cụ thể. Đồng ý không? Chúng ta có một đề bài ở đây và bây giờ chúng ta sẽ cùng thiết lập một bài văn cho đề bài đó nhé. Đề bài của chúng ta như sau. Cảm nhận của em về tâm nguyện của tác giả Thanh Hải thể hiện trong ba khổ thơ cuối của thi phẩm Mùa Xuân Nho Nhỏ. Ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa, ta nhập vào hòa ca một nốt trầm sao xuyến. Một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời, dù là tuổi 20, dù là khi tóc bạc. Mùa xuân ta xin hát câu Nam Ai Nam Bình, nước non ngàn dặm mình, nước non ngàn dặm tình, nhịp phách tiền đất Huế. Đó là ba khổ thơ mà chúng ta sẽ cần phải cảm nhận dựa theo yêu cầu của đề bài này. Vậy thì trước khi đi vào viết một bài văn, đặc biệt là khi chúng ta đi thi, thì bước đầu tiên chúng ta sẽ không phải là đặt bút viết ngay những dòng chữ của phần mở bài, mà các bạn hãy dành ra ít phút để xác định vấn đề nghị luận giúp chị nhé. Đó là việc chúng ta sẽ gạch chân vào đề. Chúng ta có cầm tờ đề trên tay mà, đúng không? Các bạn chỉ cần gạch chân vào đề thôi, không cần phải viết ra nháp cho tốn thời gian. Gạch chân vào đề giúp chị. Vấn đề nghị luận ở đây là gì? Rồi, cái phạm vi dẫn chứng mà chúng ta sẽ xoay quanh ở đây là gì? Đồng ý không? Bởi có không ít những bạn ấy, thì khi nhìn vào đề bài này, thì điều đầu tiên mà chúng ta xác định là mùa xuân nho nhỏ. Đấy, đồng ý chưa? Rồi cái thứ hai là ba cái khổ thơ này. Và cứ như thế bắt tay vào viết thôi. Không quan tâm là đề bài yêu cầu cảm nhận về cái gì hay là phân tích về cái gì. Đúng chưa? Đấy, thì ở đây chúng ta thấy đề bài này là một đề bài dạng đề phân tích cảm nhận cơ bản thôi, không có yêu cầu phụ đi kèm và cũng không phải là một đề bài nâng cao. Dạng đề phân tích cảm nhận này là dạng đề phổ biến nhất trong đề thi vào 10 của các tỉnh thành. Bên cạnh đó thì cũng có những tỉnh thành có đề thi mở rộng hơn như là cũng là phân tích cảm nhận nhưng có thêm yêu cầu phụ đi kèm, ví dụ như từ đó liên hệ với thực tế đời sống hay là liên hệ với một tác phẩm nào đấy để làm rõ cho một vấn đề trong văn học. Hoặc là có dạng đề so sánh nữa, cùng một lúc chúng ta cảm nhận, đúng không ạ? Trong một đề mà chúng ta cảm nhận hai tác phẩm. Rồi là cũng có thể là chúng ta sẽ thi vào dạng đề liên hệ là cảm nhận về một tác phẩm chính, rồi sẽ liên hệ với một tác phẩm khác có thể trong hoặc ngoài chương trình. Đó, thì tùy vào từng tỉnh thành chúng ta sẽ được xác định và nắm bắt được cái cấu trúc đề thi trong quá trình ôn thi với thầy cô ở trên lớp. Nên các bạn không được bỏ qua những cái thông báo quan trọng như vậy nhá. Đồng ý không nào? Chính chúng mình phải là người chủ động nắm bắt để làm sao ôn thi được sát nhất với cấu trúc đề thi. Đấy, còn ở đây thì chị xin khẳng định rằng là dạng đề phân tích và cảm nhận là dạng đề cơ bản nhất. Và muốn làm bất cứ một dạng đề nào khác thì em phải làm tốt được dạng đề này. Đấy, vậy thì xác định vấn đề nghị luận ở đây là việc chúng ta trả lời được câu hỏi. Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì? Yêu cầu chúng ta phân tích cảm nhận về điều gì? Đồng ý không? Thì ở đây đề bài yêu cầu chúng ta là cảm nhận về tâm nguyện của tác giả Thanh Hải. Đúng không nào? Ok chưa? Cảm nhận về tâm nguyện của tác giả Thanh Hải. Và phạm vi dẫn chứng thì không phải là toàn bộ bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ mà là ba khổ thơ cuối bài. Đúng không nào? Đấy. Ok chưa? Thì xác định đầy đủ hai cái yếu tố này, chúng ta sẽ không bị lạc đề. Và trong quá trình các em làm bài, các bạn cũng chỉ làm sao đi giải quyết được những vấn đề này thôi.
Chúng ta sẽ không phân tích cả bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ, đúng không ạ? Hay là khi phân tích ba khổ thơ này thì em phải làm rõ được tâm nguyện của tác giả Thanh Hải. Đó, đấy là cái mà chúng ta cần phải chú ý nhá. Đồng ý không? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào thiết lập bài văn cho cái đề bài này. Các bạn đã nắm được đề bài chưa? Nhắc lại nhá, đề bài là cảm nhận về tâm nguyện của tác giả Thanh Hải, thể hiện trong ba khổ cuối của Mùa Xuân Nho Nhỏ. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào phần thiết lập một bài văn. Ai cũng biết là bài văn thì sẽ bao gồm 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Chúng ta sẽ đi lần lượt từng phần một nhé. Đồng ý không? Trước tiên là với phần mở bài này. Với phần mở bài này thì các em ơi, cho chị hỏi nhá, là quan niệm, cái tâm niệm của các em như thế nào, cái mong muốn của các em như thế nào đối với một phần mở bài? Khi các bạn đi thi và các bạn viết phần mở bài ấy, thì cái kỳ vọng, cái điều mà em mong muốn ở phần mở bài, em muốn là mình sẽ viết được một mở bài như thế nào? Em có thể là bật mic lên chia sẻ hoặc là em nhắn ở trong hộp chat giúp chị nhá. À, em muốn sử dụng nhận định à? Em muốn mở bài của mình sử dụng nhận định. Em có muốn là mở bài của mình sẽ trích dẫn một câu thơ vào? Các bạn khác thì sao nhỉ? Em hãy nói ra mong muốn của mình nhá. À, em muốn là mở bài có thể đan xen được lý luận văn học. À, để mà thi học sinh giỏi nữa à? Ở đây thì các bạn hãy đặt trong một cái tình huống cụ thể là với đề bài này thôi nhá. Với đề bài này thôi, đồng ý chưa? Với cái đề bài mà chúng ta đang xét ở đây thôi, thì khi mà em viết mở bài, em muốn là mở bài của mình sẽ như thế nào? À, em muốn mở bài của mình hay. Đồng ý, đúng không? Một cái mong muốn ngắn gọn nhưng ai cũng mong muốn hướng đến như thế. Rồi, em muốn dẫn dắt theo đề tài. À, em muốn mở bài của mình hay. Rồi, đồng ý nhá. Ở đây chị thấy các bạn, mặc dù câu trả lời của chúng ta khác nhau, đúng không? Có những bạn thì có cái sự tương đồng, ví dụ như là em muốn mở bài hay. À, em muốn mở bài của em ngắn và ấn tượng. Em muốn đưa một khổ thơ có liên quan đến ví dụ đến vấn đề cần nghị luận. Rồi, thế là cũng giống như một bạn trước đó là muốn trích được thơ ra đây này. À, em muốn đầy đủ ý, dẫn dắt theo chủ đề, dễ nhớ. Em muốn làm theo chủ đề, em muốn đưa một khổ thơ. Em với đề bài này thì em muốn có một đoạn thơ để dẫn dắt. Đồng ý các bạn nhá. Chị thấy là ở đây ý, các câu trả lời của các em thì rất phong phú, mỗi bạn một mong muốn. Thế nhưng có một điểm chung ở đây, đấy là ai cũng muốn có một mở bài hay, đúng chưa nhá? Ai cũng muốn có một mở bài hay này. Cái sự hay ho này nó đến từ, có thể mở bài đấy sẽ phải độc đáo, khi mà dẫn dắt được từ đoạn thơ, hoặc là dẫn dắt có sử dụng kiến thức lý luận văn học, hoặc là đi từ đề tài, vân vân. Đấy nhá, nói chung là các bạn tập trung rất nhiều vào cái phần dẫn dắt, đúng không nào? Kể cả là ngắn hay là ấn tượng thì cái đó các bạn cũng đều là tập trung vào phần dẫn dắt. Bên cạnh đấy thì chị thấy có một ý kiến, chị thấy có một ý kiến nêu ra cái mong muốn, đó là em muốn mở bài của em đủ ý, đầy đủ và đủ ý. Thế như thế nào là đủ ý? Trước tiên chị sẽ định nghĩa đấy phải là một mở bài đúng. Đồng ý chưa? Nhá, thì quả thực đây là một cái thực tế dễ thấy thôi. Khi cứ nói đến mở bài là chúng ta sẽ tập trung vào cái sự hay ho độc đáo của nó, vào cái sự mới mẻ của nó, vào cái sự bay bổng, làm sao để mà tạo ra được những ấn tượng thật sâu sắc cho người đọc từ những câu văn đầu tiên. Điều đó không hề sai, đúng không nào? Ai cũng mong muốn hướng đến điều đấy chứ. Chứ làm sao chúng ta chỉ muốn dừng lại ở một phần mở bài khô khan, hay là chỉ muốn dừng lại ở một phần mở bài dẫn dắt theo cách quá quen thuộc rồi. Thế nhưng chị muốn nhắc lại một lần nữa trước khi chúng ta đi vào học cách viết mở bài, đấy là những cái yêu cầu cơ bản đối với một phần mở bài ấy. Thì trước tiên nó phải đúng và đủ đã các em ạ. Nhá, dù có hay như thế nào ấy thì các bạn biết không, yêu cầu quan trọng nhất, yêu cầu hàng đầu của một phần mở bài và sẽ được ghi ở trong đáp án đề thi của chúng ta, thì không có đáp án nào ghi là mở bài phải dẫn dắt từ đâu thì mới được từng này điểm, hay là bài văn phải dẫn dắt từ ở đoạn thơ, hay bài văn phải dẫn dắt từ
Phong cách sáng tác bài văn phải dẫn dắt từ đề tài thì mới được từng này điểm. Không, đúng không ạ? Mà trong đáp án luôn luôn yêu cầu là bài văn phải được nêu đúng vấn đề nghị luận. Đúng chưa nào? Phải giới thiệu và nêu được đúng vấn đề nghị luận trong phần mở bài. Đó, đồng ý chưa? Nên cái yêu cầu quan trọng nhất mà các bạn luôn luôn phải nắm chắc chính là một phần mở bài thì phải nêu đúng và đủ vấn đề nghị luận. Và cái phạm vi dẫn chứng mà chúng ta sẽ sử dụng. Đồng ý chưa? Các bạn hình dung ra không nào? Nhớ nhá. Thì cái này nó quan trọng như thế nhưng lại rất dễ để chúng ta xác định và chúng ta sử dụng ở trong bài. Bởi vì vấn đề nghị luận và phạm vi dẫn chứng ta lấy ở đâu? Cái này ta không phải tự nghĩ ra mà ta sẽ dựa vào đề bài đúng không kèm? Đề bài đã cho chúng mình rồi và chúng ta chỉ cần nêu được những cái đó trong mở bài của mình thôi. Thế nên, bởi vì nó đơn giản như thế nên có không ít bạn thì không quan tâm nhiều tới phần này. Đó. Nhưng chị vẫn phải nhắc lại nhá, chúng ta không thể nhảy cóc, chúng ta phải đi từ những cái đúng đủ sau đó thì mới hướng đến những sự hay ho và độc đáo hơn. Đấy, còn cái phần hay và độc đáo thì đến từ cách dẫn dắt của chúng mình. Hiểu ý chị không nào? Ví dụ nhá, ở đây chúng ta có 88 bạn đang theo dõi buổi học này thì sẽ có 88 cái mở bài khác nhau. Nhưng tất cả những mở bài đó nếu như xét về độ chính xác, nếu như xét về cái việc có đạt yêu cầu hay không thì 88 cái mở bài đấy sẽ đều nêu được vấn đề nghị luận là tâm nguyện của tác giả Thanh Hải thể hiện trong ba khổ cuối của mùa xuân nho nhỏ. Đúng không? Đấy, còn cái sự khác nhau giữa 88 mở bài mà các em làm chính là phần dẫn dắt. Đồng ý chưa? Đấy, thì phần nêu vấn đề là phần quyết định mở bài của chúng ta có đúng và đủ hay không. Còn phần dẫn dắt sẽ quyết định mở bài của chúng ta có hay và độc đáo hay không. Ok chưa nào? Đấy, thế thì với những cái yêu cầu đặt ra như thế, chúng ta có những cách làm như thế nào với phần mở bài đây? Thì quả thực các em ạ, ngoài cái sự dự đoán của chị thì trong câu hỏi đầu tiên chị đặt ra ở đây, câu trả lời của các bạn đã cung cấp rất nhiều, câu trả lời của các bạn ở đây đã cung cấp rất là nhiều những cái hướng đi cho phần mở bài của chúng mình rồi. Các bạn ơi, có bạn nào vừa mới vào nghịch cái gì trên màn hình đây? Chị thấy nhiều bạn có chấm chấm trên màn hình rồi, bây giờ ở đây quẹt một đường không hiểu ý nghĩa là gì, thì chủ động xóa đi giúp chị nhé, bởi vì chị cũng chưa sử dụng cái công cụ này đâu. Nên các bạn chủ động xóa đi giúp chị. Đồng ý chưa? Nhá. Chúng ta tập trung vào học nào. Nếu như có bấm nhầm thì nhanh chóng hoàn tất rồi là xóa đi giúp chị nhá. Bây giờ quay trở lại với phần mở bài nào. Cái mà chúng ta tập trung nhiều hơn là sự hay và độc đáo. Thế thì chúng ta sẽ có những cái hướng dẫn dắt như thế nào với phần mở bài đấy? Hướng dẫn dắt nào. Thì vừa rồi trong câu trả lời của các bạn nêu ra về cái mong muốn của mình kỳ vọng vào một phần mở bài ấy, các em nêu ra rất nhiều những hướng dẫn dắt đúng không? À, có bạn thì muốn đi từ đề tài, có bạn thì muốn là đi từ nhận định, có bạn thì muốn là đi từ đoạn thơ đấy, đúng chưa nào nhá? Hay đơn giản là em muốn viết một mở bài hay. Đồng ý chưa nào nhá? Rồi đấy, còn ý tưởng nào nữa không nhở? Còn ý tưởng nào nữa không? À, em muốn mở bài của mình có lý luận văn học nữa này. Rồi, ok, lý luận văn học. Đấy, thì tất cả những cái này chị gọi là hướng dẫn dắt hoặc là ý tưởng dẫn dắt. Nghĩa là nó giống như là một cái đầu mối để chúng ta bắt đầu từ đó ta có thể nêu ra được vấn đề nghị luận. Sẽ rất là sẽ không được ấn tượng nếu như ngay lập tức chúng ta nêu ra vấn đề nghị luận của đề bài đúng không, mà nếu như chúng ta dẫn dắt được, chúng ta đi từng bước để mở ra cái vấn đề đấy, nó giống như việc chúng ta đưa bạn đọc đến khám phá một tòa lâu đài, nhưng cái sự khám phá đó được dẫn dắt theo từng bước để đến với những điều lý thú nhất của tòa lâu đài thì nó sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều đúng chưa. Đấy, thì với những cái câu trả lời cụ thể của các bạn ở đây thì chị tin chắc rằng là các em cũng đã từng sử dụng những cái mở bài bắt đầu từ đề tài hoặc bắt đầu từ nhận định hoặc bắt đầu từ đoạn thơ hoặc là bắt đầu từ lý luận văn học rồi.
Đúng không? Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là luyện tập nhiều hơn để biến những cái cách làm đấy trở thành một thói quen, trở thành một cái hướng quen thuộc và ta có thể viết được cho mọi đề bài khác nhau, cho mọi tác phẩm khác nhau. Đúng không? Đấy, thế thì cái khó ở đây đấy là nếu như dùng nhận định đi. Thì ta chỉ có thể nhớ được một cái số lượng nhận định nhất định thôi. Vậy làm thế nào mà ta có thể áp dụng được cái nhận định đấy và đúng cái đề bài khi ta đi thi? Đấy là điều mà các bạn lo lắng. Hay là đoạn thơ cũng thế. Ta chỉ có thể nhớ được, ví dụ như em muốn dùng một cái đoạn thơ liên hệ mật thiết với tác phẩm mà cần phân tích ấy. Thế thì mỗi tác phẩm, bây giờ em không những phải học thêm kiến thức mà em còn phải học thêm cả những đoạn thơ liên hệ mở rộng nữa. Thế thì có vẻ như là hơi cồng kềnh đấy nhở. Rồi, thế còn kiến thức lý luận văn học thì khi chúng ta không hiểu được bản chất lý luận văn học thì ta sẽ bị phụ thuộc vào những cách diễn đạt mẫu rằng là với bài Mùa Xuân Nho Nhỏ thì diễn đạt như thế này là dùng lý luận văn học nhá, với bài Viếng Lăng Bác thì dùng như thế kia là lý luận văn học nhá, với bài Nói Với Con thì dùng như thế kia nhá. Đấy, thế là chúng ta lại đang đưa thêm rất nhiều những kiến thức tương ứng với từng tác phẩm để chúng ta học, khiến cho các tác phẩm kiến thức về nó đã rất lớn rồi, bây giờ lại đeo thêm nhiều những kiến thức khác nữa thì rất cồng kềnh. Và điều đó là điều mà chị muốn chia sẻ giúp cho các bạn đỡ bị áp lực trong cái buổi học ngày hôm nay. Cái để cho các bạn được chủ động và có thể tự viết theo cái cách suy nghĩ của mình, không bị phụ thuộc vào văn mẫu hay không bị phụ thuộc vào những cái cách diễn đạt mà người khác đã làm rồi ấy, thì các em phải hiểu được bản chất. Ví dụ nếu em muốn đi từ đề tài nhá, thì trước tiên em phải biết được tác phẩm đấy viết về đề tài gì. Đồng ý chưa? Trước tiên em phải biết được tác phẩm đấy viết về đề tài gì. Thế thì cái đề tài ở đây là nội dung được nói đến ở trong tác phẩm dưới quan điểm và thái độ của tác giả. Đồng ý không nào? Nhá. Đấy, thế thì đề tài thì các bạn có thể hiểu với một phạm vi rộng lớn và có nhiều tác phẩm cùng viết về một đề tài đấy. Ví dụ như là Đồng Chí và bài thơ về tiểu đội xe không kính hay là Những Ngôi Sao Xa Xôi đều là những tác phẩm viết về đề tài chiến tranh này hoặc là đề tài người lính này. Đúng không nào? Nhá. Hay là Mùa Xuân Nho Nhỏ rồi Viếng Lăng Bác hay là bài thơ Nói Với Con thì cũng đều là viết về những cái tình cảm cao đẹp ở trong cuộc sống. Đúng không? Hay là tác phẩm Chiếc Lược Ngà đấy, và bài thơ Bếp Lửa thì cùng đều viết về đề tài gia đình, tình cảm gia đình. Đó, các bạn hình dung ra chưa? Thế nên để nhớ được về đề tài của các tác phẩm là điều không khó. Và các bạn sẽ cần phải thiết lập những cái câu văn để nêu ra được cái đề tài đấy. Nhá, bản chất của việc dẫn dắt từ đề tài là chúng ta khẳng định cái đề tài đấy đã, rồi cho thấy tác phẩm mà chúng ta đang muốn phân tích, chị gọi đấy là tác phẩm A chẳng hạn, chính là một tác phẩm tiêu biểu. Viết về đề tài này. Đấy, rồi sau đó chúng ta nêu ra vấn đề nghị luận và phạm vi dẫn chứng. Đồng ý không? Nhá. Ví dụ này, ví dụ. Trong dòng chảy của văn học Việt Nam hiện đại, đề tài người lính không biết từ bao giờ đã trở thành cội nguồn sáng tác cho biết bao người nghệ sĩ. Ở đó, ta bắt gặp chân dung của những người lính thời kỳ kháng chiến chống Pháp, mộc mạc, chân phương. Ta bắt gặp hình ảnh của những anh lính mới 19 đôi mươi trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Và đặc biệt, dưới ngòi bút của tác giả Phạm Tiến Duật, đề tài này đã thực sự trở thành một góc bảo tàng tươi sống được tái hiện vô cùng chân thực. Bài thơ về tiểu đội xe không kính là tác phẩm tiêu biểu của Phạm Tiến Duật viết về đề tài này. Rồi chúng ta nêu ra đề bài yêu cầu chúng ta phân tích khổ thơ nào thì chúng ta nêu ra. Đồng ý không nào? Đấy, hoặc là với chính cái đề bài mà chúng ta đang xét nhá, thì chúng ta thấy Mùa Xuân Nho Nhỏ viết về đề tài gì? Có thể xác định là đề tài thiên nhiên cũng được. Rồi xác định về đề tài khát khao sống đẹp cũng được. Đúng không? Nhá. Đấy, hoặc là khẳng định về đề tài tình yêu quê hương đất nước cũng được. Thế thì các em có thể viết là gì? Trong dòng chảy của nền văn học Việt Nam hiện đại,
có một mạch nguồn đã trở thành địa điểm thăng hoa, hoặc là có một mạch nguồn luôn luôn được thăng hoa trên ngòi bút của nhiều nghệ sĩ. Đồng ý không nào? Gạch ngang đề tài về tình yêu quê hương đất nước, hoặc gạch ngang đề tài về, đấy các em nêu đề tài của tác phẩm đấy ra nhá. Chấm sau câu đầu tiên. Bây giờ đến câu thứ hai này. Thi sĩ Thanh Hải là một ngòi bút xuất sắc viết về đề tài này. Mùa xuân nho nhỏ, đúng không nào? Và với tác phẩm Mùa xuân nho nhỏ, đề tài tình yêu quê hương đất nước đã thực sự thăng hoa hoặc đã thực sự để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc. Tiêu biểu trong bài thơ chính là ba khổ thơ cuối của bài khẳng định tâm nguyện của tác giả Thanh Hải, hai chấm trích thơ. Ok chưa? Đó, nhá, hình dung ra chưa nào? Đấy, thì đấy là cái cách mà chúng ta đi từ đề tài. Cái mà chúng ta cần có nếu như muốn đi từ đề tài là ta phải biết được đề tài của tác phẩm đấy. Nhớ chưa? Chứ không được mông lung về cái này nhá. Rồi, tiếp tục nhá. Với cách đi từ nhận định thì sao? Hay là đi từ đoạn thơ thì sao? Chị thấy là đoạn thơ ấy thì nó có hai kiểu đoạn thơ. Một là kiểu đoạn thơ liên hệ mật thiết với tác phẩm. Ví dụ như với Mùa xuân nho nhỏ thì ta có thể đi từ những ca từ trong ca khúc Tự nguyện này, đúng không? Hoặc là đi từ những câu thơ trong bài thơ của Tố Hữu này. Đấy, ví dụ đi từ câu thơ của Tố Hữu nhá. Nếu là con chim là chiếc lá thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Đó là lẽ sống tất yếu trong cuộc đời này. Thế nhưng có không ít những người lạc lối trong cái hành trình trở thành một con người sống đẹp, sống có ích cho đời, nhắc nhở chúng ta và đem đến một bài học ý nghĩa về lối sống đẹp. Thì nhà thơ Thanh Hải cũng có những vần thơ vô cùng sâu sắc, hai chấm trích ra. Đồng ý không? Đấy. Hoặc là sử dụng ca khúc của tác giả Trương Quốc Khánh, nếu là hoa à, nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây ấm, là người tôi sẽ chết cho quê hương đấy. Đấy, đó đều là những cái ca từ rất xúc động để bày tỏ ước vọng được cống hiến, được hiến dâng những gì tốt đẹp nhất cho cuộc đời. Ta cũng bắt gặp một ước vọng tốt đẹp như thế, hoặc một ước vọng cao đẹp như thế trong thi phẩm Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải. Cụ thể là ba khổ thơ cuối bài đã để lại không ít ấn tượng trong lòng bạn đọc. Đồng ý không? Đó, nhá. Đấy là kiểu đoạn thơ đầu tiên. Kiểu đoạn thơ thứ hai là những đoạn thơ mang tính lý luận văn học, thì nó cũng tương đương với cả nhận định. Nó có tác dụng giống như một nhận định, đề cập đến một nội dung chung nào đó trong văn học. Đồng ý không? Đấy, thì ở đây nhá, chị sẽ ghi lại này. Thứ nhất là nhận định hoặc đoạn thơ liên quan trực tiếp tới tác phẩm. Thì cái hướng này buộc là chúng ta phải nhớ, phải thuộc, phải tự sưu tầm và phải thuộc được. Nếu không có thì chúng ta không có cái gì để sử dụng cả. Hiểu ý chị không? Và ta cũng không thể nào lấy một cái nhận định về tác giả Thanh Hải để ta dẫn dắt trong một đề bài về tác phẩm Viếng Lăng Bác được. Ta cũng không thể lấy một nhận định về nhà thơ Chính Hữu để ta dẫn dắt và mở bài cho một bài văn viết về bài thơ Bếp Lửa được. Đấy, thế nên nếu như em muốn đi từ cách này thì việc đầu tiên em cần làm là phải sưu tầm và phải nhớ được những nhận định hoặc đoạn thơ liên quan trực tiếp tới tác phẩm. Mỗi tác phẩm chúng ta nhớ hai nhận định và hai đoạn thơ thế là được rồi. Đồng ý không? Đấy. Nhưng nếu như em thấy cách đó hơi cồng kềnh và mình đang cần phải ưu tiên kiến thức lên trước, làm sao ít cái cần nhớ thôi, không những thi môn văn mà còn thi nhiều môn khác nữa, nên là cứ tối thiểu những gì cần nhớ là tốt nhất, thì em có thể nghĩ đến hướng này, cũng là nhận định, cũng là đoạn thơ, nhưng là những nhận định đoạn thơ mang tính lý luận văn học, để rồi ở đó một nhận định ta có thể dùng được cho nhiều tác phẩm. Hiểu ý chị ông nào nhá. Ví dụ đây, bây giờ các bạn xét một cái ví dụ sau. Một mở bài đi từ nhận định lý luận văn học cho đề bài mà chúng ta đang xét. Đồng ý ông nào?
Đây, đợi chị 2 phút để chị mở cái phần mở bài này cho các bạn và chúng ta sẽ cùng xét cái mở bài này để xem ta rút ra được kinh nghiệm gì và ta học hỏi được điều gì nhé. Rồi, chị có một mở bài như sau. Các bạn quan sát lên đây nha. Vừa rồi chị không biết là có bạn nào quẹt một cái đường màu đỏ đang rất là vô nghĩa ở đây đây. Thì chị đề nghị là bạn ấy hãy xóa đi giúp chị nhá. Bởi vì quả thực chị cũng không hay sử dụng Zoom nên chị đang chưa biết cái thao tác để xóa đi đâu. Nên em hãy chủ động xóa đi giúp chị nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xét một ví dụ như sau. Mở bài này là một mở bài viết cho đề bài mà chúng ta đang xét. Đồng ý chưa? Rồi, và mở bài này các bạn đọc này thì thấy là đi từ nhận định. Nhưng nhận định này thì không phải là một nhận định trực tiếp về tác giả Thanh Hải hay là về bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ, mà đây là một nhận định mang tính lý luận văn học. Tại sao lại gọi là một nhận định mang tính lý luận văn học? Bởi vì nội dung của nhận định đó là nghệ thuật bao giờ cũng là tiếng nói của tình cảm con người, là sự giải bày và gửi gắm tâm tư. Đây là một nhận định nêu ra cái đặc trưng của nghệ thuật nói chung. Đúng không? Đấy. Và cái khía cạnh liên quan đến đặc trưng của nghệ thuật của văn học thì đó là một khía cạnh thuộc về lý luận văn học các bạn ạ. Đấy. Thì các em cứ hiểu một cách đơn giản, lý luận văn học là những cái vấn đề chung của văn học mà ta có thể thấy được cái vấn đề đấy ở trong nhiều tác phẩm khác nhau, chứ không phải là chỉ ở trong một tác phẩm. Nên điều này đồng nghĩa với việc là cái nhận định này này thì dùng được cho nhiều tác phẩm. Đấy, đồng ý chưa ạ? Đặc biệt là những cái tác phẩm mà giàu tình cảm, giàu cái sự gửi gắm tâm tư của tác giả thì nhận định này sử dụng rất là phù hợp. Đấy, nhá. Trước tiên là ta nhận xét thấy là đây là một đề bài đi từ nhận định này. Tiếp tục, nêu ra nhận định xong thì người viết không phải là ngay lập tức nêu ra vấn đề lý luận mà sẽ có những câu văn mang tính dẫn dắt này. Phải chăng tác phẩm nghệ thuật chính là cầu nối để tác giả bộc lộ cảm xúc và người đọc từ đó được đồng cảm, thấu hiểu, sẻ chia? Nhà thơ Thanh Hải cũng đã mượn trang thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ để bộc lộ những tình cảm thiết tha, chân thành về mong muốn được hiến dâng một cách tự nguyện cho cuộc sống chung. Đến câu này chính là những câu mang tính dẫn dắt. Và câu cuối là câu nêu ra vấn đề nghị luận. Đặc biệt, ba khổ thơ cuối bài đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc về tâm nguyện cao cả ấy của tác giả. Và trích thơ. Thì trong mở bài ấy, về việc trích thơ các bạn có thể trích giống như thế này. Là ta trích câu đầu và chấm 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 trích câu cuối của toàn bộ cái đoạn thơ ta cần phân tích. Để tiết kiệm thời gian các bạn nhé. Không nhất thiết là em phải trích hết toàn bộ ba cái khổ thơ đấy ra đâu. Còn nếu như em đã nêu ra vị trí của khổ thơ rồi thì việc trích thơ cũng không phải là bắt buộc nữa. Hiểu ý chị ông nào? Trích thơ thì cái nhiệm vụ của nó là để xác định xem đấy là những câu thơ nào. Thì khi em đã chỉ ra vị trí của cái khổ thơ đấy rồi thì cũng không cần phải trích thơ nữa. Nhớ chưa? Đấy. Thế thì nhá, ở đây chúng ta thấy này. Cái việc chúng ta rút ra được ở đây, chúng ta rút ra được một cái kinh nghiệm khi mà sử dụng nhận định để mở bài này. Đó là các em có thể ưu tiên học khoảng độ 5 cái nhận định dùng được cho tất cả các tác phẩm. Thì khi đó nhá, chúng ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều so với việc là mỗi tác phẩm ta học 2 nhận định. Bây giờ các bạn thi khoảng độ 20 tác phẩm trong cái chương trình thi của chúng ta đi. Thì đồng nghĩa với việc các em phải nhớ đến 40 cái nhận định khác nhau. Đúng chưa? Còn nếu như mà em sử dụng cái cách dẫn dắt từ nhận định hoặc đoạn thơ lý luận văn học thì em chỉ cần nhớ khoảng độ 4 đến 5 cái nhận định đoạn thơ thôi. Đồng ý không? Thậm chí có những bạn thì chúng ta gọi là chắc cốp hơn nữa thì chúng ta nhớ một cái nhận định luôn đúng ấy, kiểu như thế nhá. Đấy là cái ưu tiên đầu tiên nếu như muốn sử dụng cách này nhá. Nếu như muốn sử dụng nhận định để dẫn dắt. Thì thứ nhất là chúng ta nên ưu tiên những nhận định đề cập đến vấn đề chung trong văn học. Nhưng
Điều này nó sẽ dẫn đến một hệ quả, đấy là nó sẽ mang tính chung chung, và chúng ta cần phải có thêm một cái thao tác nữa, đó là cái thao tác dẫn dắt từ nhận định chung đấy đến với tác phẩm cụ thể mà ta đang muốn viết. Hiểu ấy chị không? Cái nào nó cũng có lợi ích và cũng có những cái yêu cầu riêng. Nếu như em dùng nhận định riêng về tác giả Thanh Hải thì việc dẫn dắt rất đơn giản. Nhưng ở đây em dùng một nhận định chung mà. Thế nên là em sẽ phải làm sao bắt được một cái cây cầu đi từ cái nhận định chung đấy, chỉ ra sự liên quan giữa nhận định đấy với tác phẩm Mùa Xuân Nho Nhỏ của Thanh Hải. Thì như vậy mở bài của em nó mới mượt mà, mở bài của em mới có sự liên kết được. Có rất nhiều bạn thì chỉ nhìn thấy là trong đề à trong cái mở bài đấy có nhận định thôi là đã thấy rằng là mở bài đấy hay rồi. Nhưng mà chị nghĩ rằng chúng ta cần phải đọc thêm những câu văn sau đó nữa, đọc toàn bộ cái phần mở bài đấy nữa để xem là việc trích ra nhận định này có thực sự có tác dụng hay không, có thực sự đem đến sự độc đáo, mới mẻ và có ích hay không, hay chỉ là một cái sự trích ra rồi để đấy nhá. Đấy, thế nên cái lưu ý thứ hai là em phải đảm bảo cái sự liên kết sử dụng những câu văn để dẫn dắt từ nhận định đến tác phẩm cần phân tích. Đến tác giả tác phẩm cần phân tích. Nhưng những câu văn này không được quá dài dòng nhá, mà ngắn gọn thôi, thường sẽ dao động từ 1 đến 3 câu thôi. Không nên hơn. Hơn nữa thì mở bài của chúng ta rất dài. Mà mở bài dài thì nó sẽ đồng nghĩa đặt ra một yêu cầu đối với kết bài là cũng hãy dài tương ứng như thế, để tránh tình trạng đầu voi đuôi chuột. Nên đừng có mua dây buộc mình các bạn nhé. Mà mở bài dù em có viết nhiều đến đâu thì cũng không thể nào được quá 0,5 điểm, không thể nào được nhiều hơn 0,5 điểm. Nếu không phải trả giá, thì em em không thay vì chấp thời nhận. gian em tập Bởi trung vì vào anh chỉ biết để rằng kiếm 0,5 điểm thật thì sự là em sẽ bạn cần luôn phải trả. tập trung vào cái phần thân Bởi bài vì ăn để nhiều, kiếm nhiều điểm không hơn nhiều cho thì ăn mình, ít. đúng không? Đấy nhá. Muốn ăn Nên thành công lưu thì phải ý chấp về cái nhận sự trải qua ngọt đắng cay ngọt đó. bùi. Và cuối cùng, Làm ăn muốn kiếm được tiền là phải chúng chấp ta nhận dù mạo có hiểm dẫn dắt nguy hiểm từ nhận gì định nhưng trong nào tầm đi kiểm chăng soát, anh thì hiểu vẫn chưa? phải nêu đúng Sau này vấn đề nghị chỉ luận có cùng làm, với phạm vi chịu dẫn chứng khó nhá. cần cù thì bù Đồng siêng ý năng. không? Đấy, thế thì ở đây Những có cái một loại số cái thức mẹo ăn mà bà để có chúng ăn ăn ta đầu quẩy tạo cái sự nha, liên ăn kết cấp này. thì nó dễ, Đây sau này, này lại không làm mẹo thì có dẫn ăn dắt cấp coi, thì nói đi cho nên từ em nó nhận dễ định hiểu. Còn xã hội này sống đến muốn tác người ta phẩm tôn trọng. hoặc tác giả. Thật ra gọi là mẹo nhưng mà các bạn cũng được học cái này ở trên lớp đấy, trong một bài riêng có tên là liên kết câu và liên kết đoạn văn. Bây giờ chúng ta đang cần phải liên kết câu. Làm thế nào để từ một cái câu nhận định này để có sự liên kết với một câu nêu ra tác giả tác phẩm. Và các bạn hãy cùng xem ở đây thì người viết sử dụng cách nào để liên kết giữa các cái phép liên kết, phép lặp, phép thế, phép nối nào. Đây nhá, đọc lên này. Phải chăng tác phẩm nghệ thuật chính là cầu nối để tác giả bộc lộ cảm xúc và người đọc từ đó được đồng cảm, thấu hiểu, sẻ chia? Thì ở đây, cái câu văn này này, nó như là một sự khái quát lại nội dung của nhận định của Lê Ngọc Trà. Nhận định này thì đề cập đến đặc trưng của nghệ thuật là cái địa điểm, là cái cầu nối. Đó là nơi để người viết được bộc lộ tình cảm, bộc lộ tiếng nói của mình. Đồng ý chưa? Là nơi để người viết gửi gắm, giãi bày tâm tư của mình. Bởi thế nên câu tiếp theo chúng ta như một sự khẳng định lại nội dung của nhận định, nhưng mà sẽ không phải lặp lại quá nhiều từ ngữ nhé, mà ta sẽ chỉ lặp lại những từ khóa thôi. Thì khi đó chắc chắn sẽ tạo ra sự liên kết các em ạ. Phải chăng này, tác phẩm nghệ thuật chính là cầu nối để tác giả bộc lộ cảm xúc? Thì ở đây, bộc lộ cảm xúc nó cũng có ý nghĩa giống như là tiếng nói của tình cảm con người vậy. Nó cũng giống như là giãi bày và gửi gắm tâm tư vậy. Đấy, hiểu ý chị không? Nhá, đó. Thế nên, cái mẹo đầu tiên ở đây là chúng ta có thể khái quát lại nội dung của nhận định. Hay nói cách khác là diễn đạt lại nội dung của nhận định bằng lời văn của mình một cách cụ thể hơn và nó liên quan hơn với tác phẩm.
Đồng ý chưa? Đấy là cách một nhá. Cách thứ hai đó là chúng ta sử dụng phép lặp để tạo sự liên kết. Và lặp ở đây là lặp lại những từ khóa quan trọng trong nhận định. Ví dụ chúng ta có một nhận định dưới hình thức là câu thơ của Trế Lan Viên, như là nhà thơ như con ong biến trăm hoa thành một mật, một giọt mật thành đòi vạn chuyến ong bay. Thì ta thấy có những từ khóa như là con ong này, trăm hoa thành một mật, đồng ý chưa nhá, một giọt mật thành đấy, vạn chuyến ong bay. Ta có thể chọn lặp lại một trong những từ khóa đấy. Ví dụ ta trích thơ ra này: nhà thơ Trế Lan Viên đã từng tâm niệm về định nghĩa của một nhà thơ, hoặc là nhà thơ Trế Lan Viên đã từng có một định nghĩa về nhà thơ. Đấy, ok chưa nào nhá. Hoặc là nhà thơ Trế Lan Viên đã từng định nghĩa về những cây bút làm thơ như thế này. Hai chấm trích thơ: nhà thơ như con ong viết trăm biến trăm hoa thành một mật, một giọt mật thành đòi vạn chuyến ong bay. Xuống dòng, viết sát với lề nhá. Tất cả tinh túy, tất cả kết động của đời thơ Thanh Hải, đồng ý chưa, đã biến thành những giọt mật. Đồng ý không nào? Đã biến thành những giọt mật. Và một trong những giọt mật ấy có tựa đề Mùa Xuân Nho Nhỏ. Ví dụ như thế. Hoặc là nhà thơ Thanh Hải trong quá trình lao động nghệ thuật của mình cũng giống như một con ong chăm chỉ, để rồi mọi tinh túy của đời thơ Thanh Hải đã được kết đọng đủ đầy trong những vần thơ mang tên Mùa Xuân Nho Nhỏ. Thì ở đây chị chọn cách là sử dụng lặp lại những từ ngữ như là kết đọng này, sử dụng lặp lại những từ ngữ như là ong này, mật này, để tạo ra sự liên kết. Đấy, cũng từ ý thơ của Trế Lan Viên mà tôi liên tưởng, tôi hình dung đến Mùa Xuân Nho Nhỏ của Thanh Hải. Các em nhá, ok chưa? Đồng ý không nào? Đồng ý không? Đấy, rồi. Đồng ý, đấy nhá. Thì đấy là cái mẹo thứ hai. Và chị thấy là thường xuyên ta có thể sử dụng cái mẹo này, không những là sử dụng trong mở bài, mà khi em muốn liên hệ mở rộng trong thân bài ấy, em cũng có thể sử dụng cách này để nhấn mạnh hơn cái dẫn chứng liên hệ mở rộng của mình. Hãy thử áp dụng xem sao nhá. Đồng ý không? Ok chưa nào? Đó, thì đấy là một số những cái lưu ý để chúng ta có được một mở bài độc đáo hơn. Thì tất nhiên, để cho các bạn có thể tiết kiệm thời gian trong việc xây dựng những cái mở bài chung, áp dụng được cho nhiều tác phẩm mà đi từ những cái ý tưởng khác nhau, thì luôn có những cái công thức, luôn có những cái hướng dẫn viết để em có thể áp dụng. Ví dụ như từ cái nhận định này, từ cái mở bài này ta có thể nâng lên thành một công thức như sau nhé. Em chỉ cần thay thế tên tác giả tác phẩm thôi. Nghệ thuật bao giờ cũng là tiếng nói của tình cảm con người, là sự giải bày và gửi gắm tâm tư. Phải chăng tác phẩm nghệ thuật chính là cầu nối để tác giả bộc lộ cảm xúc và người đọc từ đó được đồng cảm, thấu hiểu, sẻ chia? Nhà thơ Thanh Hải, đấy, thì ở đây em chỉ cần thay thế tên tác giả nhá. Thay thế tên tác giả, và nhận định này thì phù hợp để sử dụng cho các đề bài về tác phẩm thơ hơn là các tác phẩm truyện các em ạ. Nhá, đồng ý không? Đấy, thì những cái từ mà em thay thế ở đây, em có thể thay thế ở đây, thì chị sẽ để màu cam nhá. Đấy, thì em có thể ghi là tác giả A cũng đã mượn trang thơ. Đấy, và thay thế tên tác phẩm ở đây nhá, để bộc lộ những tình cảm thiết tha chân thành về và cộng với nội dung của cái tác phẩm đấy ở đây. Đó nhá, đồng ý không? Thì đây chính là những cái câu văn mà em có thể sử dụng được cho các cái đề bài khác. Ví dụ đề bài là cảm nhận về hai khổ thơ đầu trong bài thơ Viếng Lăng Bác chẳng hạn, em cũng có thể sử dụng cách dẫn dắt như thế này nhá. Đấy, nghệ thuật bao giờ cũng là tiếng nói của tình cảm con người, là sự giải bày và gửi gắm tâm tư. Phải chăng tác phẩm nghệ thuật chính là cầu nối để tác giả bộc lộ cảm xúc và người đọc từ đó được đồng cảm, thấu hiểu, sẻ chia? Nhà thơ Viễn Phương cũng đã mượn trang thơ Viếng Lăng Bác để bộc lộ những tình cảm thiết tha, chân thành, vô cùng thiêng liêng khi trong lần đầu tiên được đến thăm Lăng Bác.
Đặc biệt, hai khổ thơ đầu đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc về sự xúc động cùng niềm thành kính thiêng liêng của tác giả khi đứng trước lăng Bác và khi cùng dòng người vào lăng viếng Bác. Trích thơ. Đấy, ok chưa nào? Đó, thì từ đây các bạn ơi, chúng ta sẽ có những cái cách viết mở bài mang tính công thức mà em có thể áp dụng được cho nhiều đề bài khác nhau. Vẫn đảm bảo là em có thể nêu đúng đủ vấn đề nghị luận và phạm vi dẫn chứng nhá. Thì những cái cách viết như thế, ở đây có những bạn có lẽ cũng tham gia trong các khóa học, ví dụ như khóa học kỹ năng hoặc là khóa học cấp tốc, thì chúng ta cũng đã hình dung ra cái cách xây dựng công thức như vậy rồi đúng không? Đấy, thì bạn nào mà chúng ta muốn tiết kiệm thời gian này, muốn viết được những mở bài độc đáo, thế nhưng mà chưa có nhiều thời gian để nghiên cứu, chưa có nhiều thời gian để xây dựng, để sưu tầm, thì các em cũng có thể tham khảo về những khóa học giúp cho chúng ta, cung cấp cho chúng ta những cái công thức, những cái cách viết như vậy nha. Đồng ý chưa? Rồi, đấy, thì đấy là với phần mở bài. Đấy là với phần mở bài nhá. Tóm lại thì để đáp ứng được cái mong muốn của chúng ta là hay này, hấp dẫn này, độc đáo, thì trước tiên em phải xác định được cái thế mạnh của mình, là mình muốn đi từ nhận định hay đi từ đoạn thơ hay là đi từ nhận định, để mà mình sẽ luyện tập với cái cách làm đấy. Và hãy cố gắng trong quá trình luyện tập xây dựng được những cái công thức cho mình, để mình có thể áp dụng được trong nhiều trường hợp, thay vì việc là mỗi tác phẩm thì ta học một cái mở bài khác nhau để rồi học thuộc lòng và đem đi thi nhá. Nhớ chưa nào? Đồng ý không? Rồi, đấy là với phần mở bài. Bây giờ đến với phần thân bài này. Đây là phần quan trọng nhất. Thế nhưng cũng phải thừa nhận rằng là không ít bạn thì chúng ta lại chưa có nhiều sự đầu tư trong việc học cách viết thân bài. Hầu như là chúng ta viết bằng thói quen, bằng bản năng của mình. Đúng không? Từ trước đến nay ta phân tích thơ như nào thì ta cứ phân tích như thế. Hoặc là từ trước đến nay ta học thuộc được những kiến thức như thế nào thì ta cứ phân tích như thế thôi. Đã bao giờ mà các bạn nghe đến về những cái câu văn dùng để phân tích thơ hay những câu văn dùng để phân tích dẫn chứng văn xuôi chưa? Chị nghĩ là những cái điều đó nó rất cần thiết với các sĩ tử như các em, khi mà chúng ta không chỉ phải thi môn văn mà còn phải thi nhiều môn khác. Mà riêng trong môn văn đã có quá nhiều những kiến thức phải nắm bắt rồi, thì hãy cố gắng tối ưu hóa những cái kiến thức về mặt phương pháp chúng ta học ít thôi, nhưng mà sử dụng được nhiều trường hợp, thì đấy là cách để tối ưu, đúng không? Nhá, thì với phần thân bài này, cụ thể ở đây là một đề bài phân tích thơ. Thế thì chúng ta sẽ có những cái luận điểm riêng ở trong phần thân bài. Mỗi luận điểm có thể tương ứng với một đoạn văn hoặc nhiều đoạn văn. Đấy, thì ở đây cái hệ thống luận điểm phổ biến nhất mà chị vẫn hướng dẫn các bạn là chúng ta có một luận điểm mang tính khái quát này. Rồi luận điểm 2 là luận điểm phân tích này. Luận điểm 3 là luận điểm đánh giá này. Đây, nhưng mà ở đây thì hai cái luận điểm đầu và cuối này là luận điểm khái quát và luận điểm đánh giá, là những luận điểm mang tính linh hoạt, nghĩa là chúng ta có thể tùy theo cách hướng dẫn của thầy cô nữa để xem là có cần viết riêng những luận điểm này không, hay là tích hợp nó với phần mở bài và kết bài. Ví dụ, có những bạn thì sẽ được hướng dẫn là không cần viết luận điểm khái quát, mà chúng ta sẽ viết luôn những cái thông tin về tác giả tác phẩm ngay trong phần mở bài luôn. Cũng được, đồng ý không nào? Rồi cũng có những bạn được hướng dẫn là không cần viết luận điểm đánh giá, mà chúng ta sẽ viết cái phần đánh giá đấy trong kết bài luôn. Cũng được. Đấy, đồng ý không? Chị không bắt buộc các bạn là phải đảm bảo luận điểm đầu và luận điểm cuối này nhá. Tùy theo sự hướng dẫn của thầy cô ở trên lớp và tùy theo cái quan niệm của chúng ta về một bài văn hoàn chỉnh, đặc biệt là với phần thân bài. Thế nhưng, cái luận điểm quan trọng nhất là luận điểm phân tích này này. Đấy, thì cụ thể ở đây là chúng ta sẽ phải phân tích tâm nguyện của tác giả Thanh Hải, được thể hiện ở trong ba khổ cuối của Mùa Xuân Nho Nhỏ. Thế thì theo các em, phần phân tích này chúng ta sẽ chia ra thành mấy đoạn văn, và mỗi đoạn thì nội dung chính của nó là gì? Nào các em ơi. Các bạn ơi,
À, phần mở bài có cần phải giới thiệu chung về tác giả và hoàn cảnh ra đời của tác phẩm không ạ? Như chị vừa mới nói đấy, đấy là một cái nội dung mà em có thể sử dụng để dẫn dắt. Hiểu ý chị không nào? Dẫn dắt từ tác giả hoặc dẫn dắt từ hoàn cảnh ra đời của tác phẩm là một trong các cách dẫn dắt để ta nêu ra được vấn đề. Thì nếu như em muốn sử dụng những cái thông tin đấy, em hoàn toàn có thể viết những mở bài trực tiếp, đồng ý không? Hoặc những mở bài gián tiếp nhưng vẫn có đề cập đến những thông tin đấy. Còn hoàn cảnh sáng tác hay là thông tin cụ thể về cuộc đời của tác giả, đó không phải là những cái bắt buộc trong mở bài em nha, mà đó là một trong những cách viết mở bài. Đấy, đồng ý không nào? Nhá, đó, rồi. Ok, à sẽ có 3 đoạn à. 3 đoạn tương ứng với 3 khổ thơ đúng không? Có đúng là ý của chúng mình như thế không? Các bạn khác thì sao nhỉ? Các bạn khác thì sao nào? À, bạn Tiến thì có 2 đoạn rồi. Ồ, thế là đã có cái sự khác nhau trong định hướng của chúng mình rồi đấy. Các bạn khác cho chị biết thêm ý kiến nào. Các bạn khác cho chị biết thêm ý kiến nhé. Theo các em thì với đề bài này, chị nhắc lại đề bài nhá, là chúng ta phân tích ba khổ cuối của Mùa Xuân Nho Nhỏ để làm rõ tâm nguyện của tác giả Thanh Hải. Thế thì chúng ta sẽ có mấy đoạn khi phân tích đây? Có mấy đoạn văn để phân tích được đây? À, 4 đến 5 đoạn cơ ạ. Thế là con số đã tăng lên tối đa là đến 5 đoạn rồi. Phổ biến nhất thì có những bạn cho rằng là 3 đoạn. Rồi, phổ biến nhất là 3 đoạn này. Mấy đoạn cũng được là sao? Ở đây thì chị hỏi một đề bài cụ thể thôi nhá. Tất nhiên là tùy vào từng đề bài thì số lượng đoạn văn thì sẽ khác nhau, đúng không? Thế nhưng mà ở đây ấy, thì chị biết rằng chúng ta sẽ mong muốn có được một cái sự tự do trong bài viết của mình. Nhưng đề thi mà, thì đi thi chúng ta cố gắng là có bám sát theo đáp án nữa. Đấy, thế thì đáp án sẽ được xây dựng từ nội dung nghệ thuật của cái đoạn thơ ta phân tích, từ cái vấn đề nghị luận nữa. Hiểu ý chị không? Rồi. Đúng, đúng là chúng ta muốn viết bao nhiêu đoạn cũng được, nhưng ở đây chúng ta đang đi tìm cái hướng đi tối ưu nhất. Đấy, chúng ta đang đi theo cái mong muốn là có được một cái số lượng đoạn văn tối ưu nhất để làm rõ cho vấn đề này là tâm nguyện của Thanh Hải trong ba khổ cuối. Thì chị thấy phổ biến nhất ở đây là các bạn cho rằng viết ra 3 đoạn. Và mỗi đoạn sẽ là phân tích một khổ thơ đúng không? Ta có 3 khổ thơ thì ta có 3 đoạn phân tích ba cái khổ đấy. Rồi có những bạn cho rằng là 2 đoạn thì chị nghĩ rằng là chúng ta thấy ba khổ cuối này ấy, khi học kiến thức nền em sẽ thấy là khổ thơ thứ tư và khổ thơ thứ năm. Đây, chị trích lại ba khổ thơ đấy nhá để chúng ta phân tích này. Đây. Đây là khổ thơ thứ tư của bài, đây là khổ thơ thứ năm của bài và đây là khổ thơ thứ sáu của bài. Đó, nhá. Thế thì có thể các bạn mà cho rằng viết 2 đoạn ấy là bởi vì khi học thì chúng ta sẽ học về mặt bố cục thì khổ 4 và 5 ta nhóm chung vào một nội dung gọi là tâm nguyện của tác giả Thanh Hải, đúng không? Còn khổ 6 là lời ngợi ca quê hương đất nước bằng điệu dân ca xứ Huế. Đấy, nhá. Đấy là chị, từ phía của chị đoán là các bạn có cái suy nghĩ như thế. Thì thật ra ở đây, 3 đoạn thơ có những cái nội dung riêng khác nhau và thể hiện những khía cạnh khác nhau của tâm nguyện của tác giả. Nghĩa là tâm nguyện của tác giả Thanh Hải thể hiện trong 3 khổ này, thì mỗi khổ là một cái khía cạnh khác nhau của cái tâm nguyện đấy. Thế nên chúng ta có thể chia thành 3 đoạn văn. Các bạn nhé, chúng ta có thể chia thành 3 đoạn văn. Tất nhiên, nếu như em có thêm thời gian, em có thể liên hệ mở rộng bằng một đoạn riêng, thì đấy là cái sự tự do của em. Đồng ý không? Nhưng tối thiểu em phải đảm bảo là phân tích được 3 cái khổ này. Thế nên, chúng ta có thể thấy là tối thiểu thì chúng ta sẽ có 3 đoạn. Đồng ý không nào? Chúng ta sẽ có 3 đoạn văn để phân tích nhá. Ok chưa? Đây bây giờ cụ thể này, nào, đoạn 1. Là chúng ta sẽ phân tích cái khổ thơ thứ tư.
Khổ thơ đó là ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa, ta nhập vào hòa ca một nốt trầm sao xuyến. Đồng ý chưa? Thế thì nội dung chính của khổ thơ này mà em sẽ khẳng định trong câu văn đầu tiên, trong những câu văn đầu của cái đoạn 1 này này, thì em sẽ khẳng định điều gì? Em hãy gắn nội dung đấy với vấn đề nghị luận nhé. Đây là một mẹo đấy. Đó là có nhiều bạn thì chúng ta hay áp dụng kiến thức nền một cách hơi khô cứng một chút, hơi cứng nhắc một chút, là kiến thức nền được học như thế nào thì cứ bê nguyên si như thế vào bài viết. Điều đó không có lợi cho các em đâu. Mà thay vào đó thì các em hãy có sự linh hoạt và bám chắc vào vấn đề nghị luận này này. Có thể khi học kiến thức nền thì em được học là khổ này, khổ 4 này, có nội dung là ước vọng của Thanh Hải. Ví dụ như thế. Thế nhưng bây giờ đặt vào đề bài này là chúng ta đang phải đi phân tích tâm nguyện của Thanh Hải cơ. Thì thay vì nói là ước vọng, chúng ta sẽ khẳng định là tâm nguyện của Thanh Hải. Đồng ý chưa? Nhá. Đấy. Và cụ thể thì tâm nguyện trong khổ 4 này được thể hiện là tâm nguyện gì? Tâm nguyện được hóa thân. Nhá. Và tâm nguyện ấy được thể hiện một cách mãnh liệt, nhưng cũng rất đỗi khiêm nhường ở trong cái khổ thơ này. Đấy, đồng ý chưa? Đoạn 2 thì chúng ta sẽ đi phân tích khổ thơ thứ 5. Và khổ thơ thứ 5 có nội dung là gì? Một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời, dù là tuổi 20, dù là khi tóc bạc. Khổ thơ thứ 5 này cũng là tâm nguyện của tác giả nhá. Nhưng mà cái nội dung chính được nhấn mạnh chính là cái tâm nguyện được cống hiến bất chấp thời gian, bất chấp tuổi tác. Đúng không? Nhá. Đấy, tâm nguyện được cống hiến không kể thời gian, tuổi tác. Đó. Còn đoạn thứ 3 là chúng ta sẽ phân tích khổ thơ thứ 6 với nội dung là gì? Khổ 6 này thì khi học kiến thức nền chúng ta thấy thầy cô hướng dẫn là lời ngợi ca quê hương đất nước qua điệu dân ca xứ Huế. Thế thì bây giờ ta phải có được sự liên quan giữa cái lời ngợi ca đấy với cả tâm nguyện của tác giả Thanh Hải thì hệ thống luận điểm của chúng ta nó mới chặt chẽ được. Chứ nếu không thì cái phần phân tích khổ cuối này của em sẽ bị thừa ra trong cái quá trình làm rõ cho vấn đề nghị luận đấy. Đúng không? Bởi vì là tâm nguyện của Thanh Hải thì em chỉ phân tích trong hai khổ trên rồi. Khổ cuối này em chỉ phân tích lời ngợi ca thôi chứ em đâu có phân tích tâm nguyện gì đâu. Hiểu ý chị không ạ? Nhá, đấy chính là cái câu chuyện của sự vận dụng kiến thức nền một cách linh hoạt, của cái sự kết hợp giữa kiến thức nền và phương pháp viết. Chứ nếu không là kiểu gì các bạn cũng sẽ bê nguyên si kiến thức nền vào đấy. Đấy, thế thì bây giờ ta sẽ biến hóa nó như thế nào đây, vận dụng như thế nào đây. Khi mà nội dung của khổ này ta được học là lời ngợi ca quê hương đất nước qua điệu dân ca xứ Huế, nhưng bây giờ ta phải làm rõ tâm nguyện của Thanh Hải. Thế thì ta đọc kỹ nhá. Mùa xuân ta xin hát, câu Nam ai Nam Bình, nước non ngàn dặm mình, nước non ngàn dặm tình, nhịp phách tiền đất Huế. Rõ ràng ở đây cũng có tâm nguyện của tác giả, ta xin hát mà, đúng không? Thì cái tâm nguyện ở đây cụ thể là tâm nguyện được cất cao cái lời ca tiếng hát trong điệu dân ca của xứ Huế với mục đích là ngợi ca quê hương đất nước. Thế nên nếu như mà nói nâng cao lên thì ta sẽ là tâm nguyện được cất lời ngợi ca quê hương đất nước. Đấy, một cái tâm nguyện được đặt để ở cuối bài thơ, nó như là một sự lắng đọng và kết tinh sau toàn bộ những cái ca từ xúc động nhất. Thế nên cái tâm nguyện này này, cái lời ngợi ca này này, nó còn đem đến một cái sự xúc động vô cùng và giản dị nữa. Cái tâm nguyện cuối cùng thì lại là một tâm nguyện rất đỗi giản dị, được cất lời ngợi ca quê hương đất nước bằng chính cái điệu dân ca của quê hương mình, điệu dân ca xứ Huế. Đồng ý chưa? Rồi các bạn ơi, sao các bạn không thể nào có thể có một cái sự tôn trọng với chị
khi đang đồng hành cùng với các em mà các bạn cứ viết bậy bạ trên cái màn hình của chị như thế này nhỉ? Có bạn nào biết cách xóa không? Hoặc là ở đây thì hình như là chị thấy tác giả của những cái sự phá phách này đấy. Hình như chị thấy tác giả của sự phá phách này đấy. Thì bạn nào biết cách xóa không? Có thể giúp chị, hướng dẫn chị đúng không? Nhá. Đồng ý chưa nào? Có thể giúp chị được không? Nếu như các bạn cảm thấy những nội dung này chúng ta, nếu như có bạn chúng ta cảm thấy là chưa cần thiết với chúng mình thì các bạn có thể là không theo dõi nữa. Nhưng mà chúng ta cần cái sự tôn, dành sự tôn trọng với những bạn đang theo dõi khác nữa chứ, đúng không? Chị tắt cái bút vẽ đi hả? Tắt đi. Nhưng mà bây giờ chị phải tìm cách xóa đã. Xóa đúng không các em? Rồi, ok. Ồ, rất là đơn giản. Cảm ơn các bạn nhé. Chị như được khai sáng vậy. Rồi, bây giờ là chị xóa đi rồi. Bây giờ là chị sẽ tìm cách tắt đúng không? Đây chị thấy rồi. Đồng ý. Các bạn ơi, các em đã thấy rõ màn hình chưa? Rồi, ok. Đồng ý nha. Đó. Nào, bây giờ chúng ta quay trở lại với nội dung. Bây giờ, các bạn đã hình dung ra được cách để chúng ta thiết lập hệ thống ý để phân tích chưa? Ở đây thì không chỉ là cách thiết lập hệ thống ý mà còn là cái cách chúng ta gọi tên các luận điểm nữa đấy các bạn ạ. Cách chúng ta gọi tên những cái đoạn văn trong bài văn của mình làm sao để nó bám sát nhất với vấn đề nghị luận. Đây là một kỹ năng mà nếu như chúng ta không để ý thì sẽ rất là thiệt thòi. Bởi vì có thể chúng ta cùng được học những cái kiến thức nền giống như nhau, nhưng cách vận dụng của mỗi bạn sẽ đem đến những bài viết có chất lượng khác nhau. Đúng không? Ví dụ bạn A và bạn B ở đây cùng học được là cái khổ 4 này này, cùng có nội dung, chúng ta cùng được biết là thể hiện tâm nguyện của tác giả Thanh Hải, thể hiện ước vọng của tác giả Thanh Hải. Thế nhưng bạn A thì biết cách vận dụng với riêng cái đề bài này, nhưng bạn B thì chỉ bê nguyên si vấn đề nghị luận thôi. Thì hai bài văn sẽ là hai bài khác nhau và sẽ có chất lượng khác nhau, sẽ có số điểm khác nhau. Nhớ nhá, đồng ý không nào? Thì cái mẹo ở đây đó là gì? Là luôn gắn nội dung của đoạn văn ta viết với vấn đề nghị luận. Em hình dung mỗi đoạn văn đấy là một câu trả lời để làm rõ cho câu hỏi lớn là vấn đề nghị luận ở đây. Tâm nguyện của Thanh Hải trong ba khổ cuối này là gì? Thì khổ 4 chính là tâm nguyện được hóa thân một cách mãnh liệt và khiêm nhường. Khổ 5 chính là tâm nguyện được cống hiến không kể thời gian tuổi tác. Khổ 6 chính là tâm nguyện được cất lời ngợi ca quê hương đất nước. Đấy, thì các bạn đã thấy cái sự liên quan chưa? Các em đã thấy được là cái kỹ năng trong việc chúng ta xây dựng hệ thống luận điểm chưa nào? Và những điều này thì không phải chúng ta ghi ở trong dàn ý đâu nhé. Những điều này em cần phải viết được ở trong đoạn văn của mình, thể hiện nó ra. Ví dụ, trước tiên, đấy, hoặc là điều đầu tiên mà bạn đọc ấn tượng khi đọc ba khổ thơ này, đó là những dòng thơ bày tỏ tâm nguyện được hóa thân một cách mãnh liệt và khiêm nhường của Thanh Hải. Hai chấm trích khổ 4 ra để phân tích. Đó, đồng ý không? Nhá. Hoặc là trước tiên, tâm nguyện của tác giả Thanh Hải được thể hiện qua những dòng thơ bộc lộ mong muốn được hóa thân một cách mãnh liệt và khiêm nhường. Hai chấm trích thơ. Đấy, hoặc là khổ thơ thể hiện tâm nguyện được hóa thân một cách mãnh liệt và khiêm nhường của tác giả Thanh Hải là những điều đầu tiên khiến bạn đọc ấn tượng. Trích thơ ra phân tích. Nhá, nhớ chưa nào? Nghĩa là ở đây nhá, có một cái lưu ý, đó là đầu đoạn văn. Thì em hãy nêu ra được nội dung của cả đoạn. Đây là một trong những cách viết chứ không phải là cách viết bắt buộc. Nghĩa là không phải là cứ đầu đoạn văn thì em phải nêu được cái này. Nhưng chị nghĩ là chúng ta nên làm như vậy để người đọc thấy được hệ thống luận điểm của em.
Và khi mà hệ thống luận điểm của em được thể hiện rõ, em sẽ được tính điểm về mặt cấu trúc bài làm, xem là có đáp ứng đủ những cái ý chính được nêu trong đáp án hay không. Đây là một cái mẹo nhỏ để em kiểu như là thể hiện rõ được ý đồ của mình trong bài văn ấy, để tránh trường hợp là ban giám khảo phải đi tìm ý cho em, phải đọc cả cái đoạn đấy thì mới biết là bạn ấy phân tích cái gì. Thì bây giờ em khẳng định luôn ngay từ đầu đoạn cũng là một cái gợi ý đấy, cũng là một cách hay, đặc biệt là đối với những bạn còn đang khá là băn khoăn trong cái quá trình làm sao để viết được một cái phần thân bài rõ ràng và mạch lạc. Thì lưu ý đầu tiên chính là đầu của mỗi đoạn văn ấy, em hãy nêu được nội dung chính của cả đoạn, hay nói cách khác là em đặt cái câu chủ đề của đoạn văn đấy lên đầu nhá. Ok chưa? Đấy, sau đó thì em sẽ đi vào phân tích này. Vậy bây giờ quá trình phân tích sẽ được quyết định bởi kiến thức nền em nắm bắt được cùng với khả năng diễn đạt của mình. À, ta có khổ thơ thứ tư ở đây đúng không? Đây ta có 4 câu thơ, chị trích lại và các em sẽ cùng khai thác 4 câu này như là một cái sự ví dụ khi mà ta phân tích thơ nhá. Đồng ý chưa? Rồi, ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa, ta nhập vào hòa ca một nốt trầm sao xuyến. Vậy ở đây ta có những nội dung gì cần phải phân tích đây các bạn nhỉ? Ta có những nội dung gì cần phải phân tích ở đây? Các em có thể gạch nhanh ra được không? Ở đây thì chúng ta sẽ nhớ, cái này là phải phụ thuộc vào quá trình học kiến thức nền của chúng mình nữa. Chúng ta nhớ để thấy được rằng là ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa, ta thấy có điệp ngữ ta làm này. Để làm gì? Điệp ngữ này có tác dụng là khẳng định hoặc là nhấn mạnh một cái mong muốn mãnh liệt. Kiểu như là cứ nhắc đi nhắc lại cái mong muốn đấy. Và mong muốn này là mong muốn gì? Mong muốn được hóa thân. Ta làm mà, ta muốn làm cái này, ta làm cái kia. Đấy, thì cái mong muốn được hóa thân đấy được nhấn mạnh rất mãnh liệt qua điệp từ ta làm. Tiếp tục này, tiếp tục nhá. Ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa, hệ thống hình ảnh con chim hót, một cành hoa có ý nghĩa là gì? Ở đây thì tác giả có phải chỉ đơn thuần là muốn hóa thân thành những sự vật của thiên nhiên không? Thì tất nhiên đây là những hình ảnh mang tính biểu tượng. Biểu tượng cho điều gì ạ? Biểu tượng cho điều gì? À, chúng đều là những hình ảnh trong tự nhiên. Và con chim sinh ra là để hót, bông hoa sinh ra là để bung tỏa ngát hương. Con chim hót và một cành hoa là những hình ảnh biểu tượng cho những cái sứ mệnh cao cả, nhưng cũng vô cùng giản dị ở trong tự nhiên, gắn với mỗi cái sự vật ở trong tự nhiên. Đấy, thì mỗi sự xuất hiện ở trong tự nhiên này đều mang một sứ mệnh riêng. Thì con người cũng như thế. À, hiểu ý chị chưa? Nhá, thì ở đây chúng ta có thể thấy hình ảnh con chim hót và một cành hoa là biểu tượng cho cái ước vọng. Được cống hiến, được sống có ý nghĩa. Cũng giống như con chim để cất cao tiếng hót, cũng giống như một bông hoa để bung tỏa ngát hương, thì con người sinh ra trong cuộc đời này là để sống đẹp, sống có ích, sống có ý nghĩa cho cuộc đời. Hiểu ý chị không nào? Nhá, đấy. Rồi, tiếp tục. Chúng ta sẽ phân tích về hình ảnh một nốt trầm sao xuyến nữa. Nếu như hình ảnh con chim hót và một cành hoa là những hình ảnh biểu tượng cho ước vọng được sống có ý nghĩa, cống hiến vào cuộc đời này, thì hình ảnh nốt trầm sao xuyến lại là hình ảnh biểu tượng cho cái ước vọng, cho cái tâm nguyện vô cùng giản dị và khiêm nhường. Bởi vì nếu như cái điều quý giá nhất của một con chim chính là tiếng hót, điều quý giá nhất của một bông hoa là sắc hương, điều quý giá nhất trong cuộc đời của mỗi con người chính là cái sự tồn tại có ý nghĩa, đúng không? Chính là những cái giá trị cao cả đem đến cho cuộc đời này. Tất cả những điều đó phải là vô cùng thiêng liêng.
Và nếu như để tìm ra một hình ảnh nói thay cho những điều vô cùng thiêng liêng ấy, thì có lẽ nó phải là những cái nốt cao trong, đúng không ạ? Nó sẽ là những cái nốt vang vọng, thật ấn tượng, thật là nổi bật. Nhưng không, tác giả lại chọn một hình ảnh khác, một hình ảnh dường như đối lập với sự cao trong vang vọng ấy, chính là hình ảnh một nốt trầm sao xuyến. Đấy, để thấy được rằng là mặc dù cái ước vọng, cái tâm nguyện của tác giả là được cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho cuộc đời, thế nhưng tâm nguyện ấy lại được thể hiện một cách rất khiêm nhường, rất giản dị mà thôi. Sự kết hợp giữa hình ảnh con chim hót một cành hoa và hình ảnh một nốt trầm sao xuyến trong bản hòa ca là một sự kết hợp để thể hiện trọn vẹn cho tâm nguyện của Thanh Hải đấy. Một tâm nguyện rất đáng để chúng ta trân trọng, đúng không? Rồi thêm nữa, chúng ta còn cần phải phân tích ý nghĩa của đại từ ta. Khi đây là một đại từ đã có sự chuyển đổi trong toàn bộ bài thơ, từ một cái tôi cá nhân của tác giả, tôi đưa tay tôi hứng, cái giọt tiếng chim, cái giọt long lanh từ trong khổ một, để thể hiện đấy là cảm xúc riêng của tác giả khi hòa nhập với khung cảnh mùa xuân thiên nhiên, thì đến đây, đại từ tôi ấy đã được thay thế bởi đại từ ta. Thì đây là một đại từ để chỉ cho cái ta chung của cộng đồng, không còn là một cái tôi cá nhân riêng biệt nữa, mà giờ đây tác giả đã sử dụng đại từ ta, có phải là chỉ để khẳng định cho tâm nguyện của bản thân tác giả nữa không? Mà không phải. Giờ đây đại từ ta đã nhấn mạnh rằng những ước vọng này không chỉ là của nhà thơ Thanh Hải mà còn là của tất cả chúng ta đấy. Và đến đây các bạn ơi, chúng ta có thể liên hệ mở rộng. Đặc biệt nhá, các em đã đọc đề thi học sinh giỏi quốc gia mà được công bố trong ngày hôm nay chưa? Các bạn ơi, các em đã đọc đề thi chưa? Nhá, thì đề thi học sinh giỏi quốc gia có một cái nhận định trong câu nghị luận văn học như thế này mà chị thấy là rất rất phù hợp để chúng ta sử dụng liên hệ ở đây luôn. Viết văn cũng chừng ấy ký tự, chừng ấy con chữ, mỗi nhà văn sáng tạo ra một thế giới của riêng mình. Thế giới của riêng mình nhưng lại không chỉ cho riêng mình. Thì tất nhiên nhận định này đề cập đến rất nhiều những khía cạnh trong văn học, nhưng ta thấy được một cái sự liên quan giữa nội dung của khổ thơ này với nhận định ấy, để ta thấy được rằng rõ ràng mùa xuân nho nhỏ là tiếng lòng của riêng Thanh Hải, là cảm xúc của riêng thi sĩ. Thi sĩ vẽ nên một cái thế giới cảm xúc của riêng mình, ước vọng của mình bộc lộ qua từng dòng thơ. Nhưng với sự đồng điệu, đúng không ạ? Với cái sự cất cao lên những cái ước vọng sống đẹp, thì bài thơ này đã bước vào địa hạt của những khát vọng chung trong đời sống. Bài thơ này đã trở thành một điệp khúc cho những khát vọng sống đẹp của tất cả mọi người. Và cứ như thế, thế giới riêng của tác giả hòa nhập với cuộc đời chung. Đây không chỉ là cảm xúc riêng của Thanh Hải nữa, mà còn là cảm xúc của tất cả mọi người, là khát vọng của tất cả mọi người. Một từ ta ấy thôi mà như tạo ra được một cái sợi dây đồng điệu giữa bất cứ ai khi đọc đến những vần thơ này. Và từ đó nó đã biến bài thơ này nói chung, khổ thơ này nói riêng, trở thành điệp khúc của khát vọng sống đẹp và xứng đáng được cất lên mỗi khi Tết đến xuân về này, đúng không? Xứng đáng được cất lên mỗi khi con người ta nói đến câu chuyện về khát vọng sống đẹp, về cái khát khao được sống có ý nghĩa cho cuộc đời. Hiểu với chị ông nào? Đấy, thế thì nhìn vào đây nhá, chúng ta thấy về mặt kiến thức nền cũng chỉ có 4 ý thôi. Nhưng bây giờ câu chuyện là chúng ta phải từ 4 cái ý này, chúng ta viết ra được thành những câu văn hoàn chỉnh. Đấy, thì ở đây các bạn ạ, khi mà chúng ta phân tích biện pháp tu từ, đây, bây giờ yêu cầu đặt ra là chúng ta phải phân tích được biện pháp tu từ bằng những câu văn cụ thể. Thì có những cái câu văn mà em có thể nghĩ đến khi mà chúng ta phân tích biện pháp tu từ. Có những cái cấu trúc câu ấy, các bạn hình dung ra không? Ví dụ nhá, bằng điệp từ ta làm, tác giả Thanh Hải đã nhấn mạnh một mong muốn vô cùng mãnh liệt, đó là được hóa thân trở thành những hình ảnh giản dị trong tự nhiên. Đồng ý chưa? Đấy, nghĩa là bằng cộng với cả biện pháp tu từ, phẩy, tác giả đã thể hiện cộng với tác dụng của biện pháp tu từ đấy. Hoặc
một cái cấu trúc đơn giản hơn nữa. Biện pháp tu từ đã thể hiện nội dung gì? Đây, điệp ngữ ta làm đã khẳng định và nhấn mạnh một mong muốn vô cùng mãnh liệt của tác giả. Đó là mong muốn được hóa thân, trở thành những giá trị tốt đẹp trong cuộc đời. Ok chưa? Đấy, hoặc một cái cấu trúc câu phức tạp hơn một chút xíu nhé. Đó là để nhấn mạnh một mong muốn vô cùng mãnh liệt, hoặc để bộc lộ cho thỏa, đúng không nào? Nhá, để bộc lộ cho thỏa những cái ước vọng mãnh liệt của mình, tác giả Thanh Hải đã sử dụng điệp ngữ ta làm. Ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa. Đấy, ok chưa? Có bao giờ khát vọng được hóa thân lại trở nên mãnh liệt như thế? Có bao giờ ước vọng được trở thành những giá trị tốt đẹp trong cuộc đời lại được bộc lộ một cách mãnh liệt và sâu sắc như thế? Đấy, chúng ta dùng những cái câu hỏi nhưng thực chất là để phân tích đấy. Các bạn hình dung ra không nào? Hay là khi mà chúng mình phân tích một hình ảnh thơ nào đấy nhá, thì cũng có những cái cấu trúc câu, cũng có những cái công thức để các em sử dụng. Ví dụ, hệ thống hình ảnh, trích cái hình ảnh đấy ra, có tác dụng hoặc là đã khắc họa một cách sinh động cộng với ý nghĩa của những hình ảnh đấy. Ví dụ như ở đây, hệ thống hình ảnh con chim hót, một cành hoa đã thể hiện một cách sinh động ước vọng được cống hiến, sống có ý nghĩa, đem những gì tốt đẹp nhất hiến dâng cho cuộc đời. Đồng ý không? Hay một cấu trúc khác nhá, ví dụ như là để thể hiện cho ước vọng được cống hiến, sống có ý nghĩa, đem những gì tốt đẹp dâng hiến cho cuộc đời, nhà thơ Thanh Hải như một lối cũ quen thuộc giữa rất nhiều các cây bút viết về đề tài này, thì tác giả đã sử dụng con chim, hình ảnh con chim hót và một cành hoa. Bởi vì hình ảnh con chim hót, một cành hoa hay là hình ảnh chiếc lá xanh ấy đã trở thành một cái đã trở thành hệ thống những hình ảnh mang tính biểu tượng quen thuộc để nói về cái khát vọng sống đẹp như một lẽ tất yếu trong cuộc đời. Bởi vì trong bài thơ Một khúc ca xuân thì Tố Hữu cũng đã viết đấy, nếu là con chim là chiếc lá thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Ở đây Thanh Hải cũng như thế, ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa. Ý nghĩa của con chim, ý nghĩa của cành hoa cũng có sự tương đồng giữa hai bài thơ. Hiểu với chị chưa nào? Đấy, thì ta thấy ở đây Thanh Hải như đang bước đi ở trên một lối đi quen thuộc để trở về với những hình ảnh đã trở thành biểu tượng cho những điều, cho những cái khát vọng sống đẹp, cho những cái lẽ sống tất yếu trong cuộc đời này. Đồng ý không? Đó, nhá. Tương tự như vậy, khi phân tích hình ảnh nốt trầm sao xuyến hay khi phân tích đại từ ta cũng như thế. Nghĩa là cái điều mà chúng ta rút ra ở đây ấy, là để có được một cái đoạn văn phân tích tốt, đặc sắc, thì thứ nhất là em phải vận dụng được kiến thức nền. Và thứ hai là em phải có cái cách diễn đạt. Nhớ nhá, cách diễn đạt đặc sắc, linh hoạt. Thì kiến thức nền em học ở đâu? Em học trong cái quá trình học ở trên lớp này, đồng ý không nào? Hoặc là nếu như ở cái thời điểm hiện tại, có những bạn chúng ta vẫn còn chưa ôn tập chắc về kiến thức nền, thì các em hoàn toàn có thể tham gia các khóa học để ôn cấp tốc. Nhớ nhá, các bạn hoàn toàn có thể tham gia các khóa học để ôn cấp tốc. Thì các bạn ở trong khóa cấp tốc thì chúng mình sẽ học lại tất cả kiến thức của các tác phẩm như là một lượt để chúng ta ôn lại kiến thức nền trước khi thi. Nhớ nha, đồng ý không nào? Còn về việc diễn đạt thì những cái cách diễn đạt này sẽ được cụ thể với phần phương pháp ở trong các khóa học, ví dụ như khóa học kỹ năng và khóa học phương pháp. Còn bản thân các em khi mà chúng ta tự trau dồi về việc diễn đạt, các em cũng có thể tham khảo từ trong các bài văn mẫu này, từ trong tài liệu này, nhưng mà nhớ là phải có cái khâu chắt lọc và phải có cái khâu thực hành để biến những cái cách diễn đạt đấy, mình có thể làm chủ được nó, biến nó trở thành của mình nha. Đồng ý không? Đó. Đấy, thì đấy là cái mà chị muốn lưu ý với các bạn khi mà chúng ta thiết lập cái phần phân tích trong bài văn của chúng mình. Đối với các bạn viết đoạn văn cũng thế, các bạn mà thi dạng đoạn văn ý, thì cái phần phân tích này là phần thân đoạn, đúng không? Đó, dù là đoạn văn diễn dịch hay quy nạp hay là tổng phân hợp, thì phần thân đoạn chúng ta cũng cần phải phân tích, cũng cần phải cảm nhận.
Đó là sự kết hợp giữa kiến thức nền và khả năng diễn đạt của chúng ta. Nên nếu như em cảm thấy mình vẫn còn chưa tốt ở bất cứ một yếu tố nào, dù là kiến thức hay là phần diễn đạt, thì em đều cần phải trau dồi một cách nghiêm túc nhá. Nhớ chưa? Không thể thiếu và cũng không thể xem nhẹ bất cứ một yếu tố nào cả. Chúng ta không thể nào chỉ học mỗi kiến thức nền và bê nguyên si nó khi mà đi thi. Chúng ta cũng không thể nào chỉ chú tâm vào diễn đạt mà lơ là về kiến thức nền được. Nên lời khuyên tóm lại của chị đấy là em cần phải trau dồi cả hai yếu tố này nhá. Đồng ý không nào? Đấy, thì việc mà em có cái khả năng diễn đạt tốt và linh hoạt sẽ giúp cho em có thể giảm thiểu được những kiến thức nền em cần học. Đây, ví dụ các em có thể cảm thấy bất ngờ khi mà phân tích khổ này thì chỉ có 4 cái gạch đầu dòng như thế này thôi. Thì bởi vì là chúng ta có khả năng diễn đạt rồi nên từ 4 cái gạch đầu dòng này ta hoàn toàn có thể viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh đầy đủ các ý. Còn nếu như chúng ta có cái khả năng diễn đạt chưa tốt thì ta lại còn phải nhớ những cái ý nhỏ hơn nữa nằm trong 4 ý lớn này. Đúng không? Nào là ở đây, ở ví dụ hình ảnh con chim hót một cành hoa, ta lại phải nhớ thêm một ý nhỏ nữa là con chim hót một cành hoa, ý nghĩa tả thực của nó là gì? Rồi một ý nhỏ nữa là ý nghĩa biểu tượng của nó là gì? Rồi tại sao từ ý nghĩa tả thực lại suy ra được ý nghĩa biểu tượng như thế? Đấy, nhá. Thế nên rằng là khi mà chúng ta có thể học và nắm bắt được cả hai yếu tố này thì đó là một lợi thế rất lớn đấy. Đồng ý chưa? Ok chưa nào? Đúng rồi, chính xác nhá. Đồng ý. Đó, thế nên là với những cái lời khuyên như vậy, chị mong rằng là các bạn sẽ có thể rút ra được cái kinh nghiệm cho mình khi mà chúng ta viết một bài văn nghị luận văn học hay khi viết một đoạn văn nghị luận văn học. Nhớ chưa? Đấy. Và với tất cả các bạn tham gia trong buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đều được nhận phần quà, đó là thứ nhất là tài liệu mà ngày hôm nay sử dụng và chị sẽ trích kèm một cái bài văn viết hoàn chỉnh cho đề bài này để chúng ta cùng tham khảo nhé. Thứ hai là chúng ta cũng sẽ có cái đường link để các bạn xem lại buổi học ngày hôm nay khi nào mà chúng ta có thời gian. Và thứ ba là có một phần quà dành cho tất cả các bạn khi mà chúng ta chụp ảnh lại màn hình của buổi học ngày hôm nay và sau đó các bạn nhắn tin về cho fanpage Học Văn Chị Hiên cho học cơ sở lớp 6789. Thì nếu như em có mong muốn đăng ký khóa học cấp tốc hoặc khóa học kỹ năng thì các bạn sẽ được giảm 100.000 về mặt học phí. Kèm theo đấy thì vẫn sẽ được nhận đầy đủ các phần quà của các khóa học. Ví dụ như khóa học cấp tốc thì đó chính là bộ tài liệu tất cả các tác phẩm này. Nếu như đấy là khóa học kỹ năng thì sẽ là bộ video kiến thức các tác phẩm nhá. Đó, thế nên chị mong rằng là quà tặng này sẽ giúp cho các bạn có được những cái ưu đãi đặc biệt khi có mong muốn tham gia khóa học cấp tốc hoặc khóa học kỹ năng 2K8. Khóa học cấp tốc thì các em cứ hiểu là khóa học học lại từ đầu và học tất cả các kiến thức, nhưng sẽ là khóa học cấp tốc để chúng ta kịp cho kỳ thi. Còn khóa học kỹ năng thì là khóa học tập trung nhiều hơn vào phương pháp viết và luyện đề. Đấy, nhá. Thì em tùy theo cái mong muốn, nguyện vọng của mình, em sẽ tìm và đăng ký cái khóa học phù hợp. Nếu như mà em chưa nắm rõ thông tin của các khóa học, hoàn toàn có thể nhắn tin về cho fanpage Học Văn Chị Hiên học cơ sở nha. Đồng ý không? Nhưng hãy chụp ảnh màn hình của buổi học ngày hôm nay lại đi đã, để chúng ta có được cái đủ cái điều kiện để được áp dụng mã ưu đãi nhá. Đồng ý không? Các bạn ơi, các em hãy chụp lại màn hình của buổi học ngày hôm nay, sau đó nhắn tin về cho fanpage Học Văn Chị Hiên cho cơ sở và nêu ra cái mong muốn của em về các khóa học thì sẽ được tư vấn và sẽ được áp dụng về việc giảm học phí khi mà chúng mình đăng ký khóa học nhé. Đấy, còn tài liệu này và video của buổi học ngày hôm nay thì chị sẽ nhờ các anh chị trong team Học Văn Chị Hiên gửi lại cho các bạn, gửi lại đường link cho các em ở trong nhóm Zalo nhé. Đồng ý không nào? Rồi, ok chưa? Các bạn có gì thắc mắc không? Đó. Rồi. Sẽ còn nhiều những cái kiến thức liên quan đến phương pháp viết, liên quan đến kỹ năng viết mà lúc đầu thì chị dự định là sẽ có thể
trao đổi kỹ hơn cùng với các bạn, ví dụ như là những cái công thức để phân tích biện pháp tu từ sao cho đặc sắc này, hay là những công thức để liên hệ với kiến thức về hoàn cảnh sáng tác của tác giả trong quá trình phân tích, hay là công thức để chúng ta liên hệ mở rộng. Tất cả những cái cách diễn đạt đấy đều có thể xây dựng thành công thức để nó trở thành một gợi ý tốt cho các bạn nào còn yếu về diễn đạt. Tuy nhiên, thời lượng của buổi học ngày hôm nay thì không cho phép mất rồi. Thế nên có lẽ là chị sẽ hẹn các bạn ở trong một buổi trao đổi khác, hoặc là ở trong những cái buổi học cụ thể trong các khóa học kỹ năng hoặc là khóa học cấp tốc nha. Đồng ý không? Rồi, còn buổi học ngày hôm nay với sự tham gia chăm chỉ của hơn 50 bạn cho đến thời điểm hiện tại, và mặc dù là trong cái quá trình chúng mình học ấy, có một số bạn có thái độ thì chị cũng chưa thể nào lý giải được những thái độ đấy, nhưng đến cuối cùng thì buổi học của chúng ta đã có thể kết thúc với những nội dung mà phần nào có thể truyền đạt tới các em. Chị mong rằng là những cái nội dung đó sẽ giúp cho các bạn có thêm được những gợi ý tốt trong quá trình chúng ta ôn thi vào 10, một kỳ thi vô cùng quan trọng. Có thể nói là còn quan trọng hơn cả kỳ thi đại học luôn, khi mà nếu như kỳ thi đại học có rất nhiều lựa chọn cho chúng ta và cũng có rất nhiều hướng đi cho chúng ta, thì kỳ thi vào 10 là một kỳ thi nó mang tính chất quyết định khủng khiếp. Nên là chị mong các em là với những cái áp lực đấy thì các em có thể biến áp lực trở thành động lực và sẽ thực sự cố gắng trong hành trình này nhé. Nếu như đầu tháng 6 chúng mình thi thì bây giờ là cuối tháng 2 rồi, chúng ta còn tháng 3, tháng 4, tháng 5, 3 tháng nữa thôi là chúng ta đến với kỳ thi đấy rồi. Các bạn hãy cố gắng thật là nhiều và cũng quyết tâm thật là nhiều nhé. Rồi, và để cái sự cố gắng quyết tâm đấy của chúng ta không bị hoài phí thì hãy đi đúng hướng, bước đúng đường. Chúng ta hãy xác định một cái cách học hiệu quả cho mình. Riêng với môn văn thì đừng lao đầu vào học thuộc lòng văn mẫu nha, mà hãy có những cái cách học khoa học kết hợp giữa kiến thức nền dưới dạng hệ thống ý và những cách diễn đạt để chúng ta có thể làm chủ được bài văn của mình nhé. Đồng ý chưa nào? Rồi, cố gắng lên. Nhóm Zalo của chúng mình thì vẫn sẽ được duy trì để có thể trao đổi tài liệu cùng với các em, hoặc là các bạn có những cái thắc mắc gì ấy, thì các em cũng có thể trao đổi cùng với nhau, lắng nghe ý kiến của nhau ở trong nhóm Zalo. Thế nên là các bạn nếu như mà có muốn liên hệ với Học Văn Chị Hiên thì các em có rất là nhiều những cái kênh thông tin để các bạn liên hệ nhé. Đồng ý chưa? Rồi, tài liệu thì có lẽ là trong buổi ngày hôm nay thì chưa thể gửi tới các bạn được, thì chị hẹn chúng ta là trong tuần này nhá, có thể là ngày thứ bảy hoặc là ngày chủ nhật, thì sẽ có tài liệu kèm với cả video của buổi học ngày hôm nay để gửi tới các em nha. Đồng ý không? Chị ơi, sẽ có những buổi thế này nữa không ạ? Thế các bạn có muốn là có thêm những buổi giống như thế này nữa không? Đồng ý không? Đấy, còn bởi vì là các chị mong muốn là một phần, còn quan trọng là các bạn có muốn tham gia hay không. Đồng ý. Thế thì chắc là chị sẽ hẹn các bạn ở trong một buổi học khác nữa, nhưng sẽ là những nội dung khác nữa. Bởi vì chúng ta đi thi thì không chỉ có nghị luận văn học đúng không? Nếu như nhá, nếu như có buổi khác thì các bạn mong muốn là học về nội dung gì? Nếu như có buổi khác nữa thì các bạn mong muốn là học về nội dung gì nhỉ? À, học về văn bản à, học về nghị luận xã hội à, học về truyện, học về nghị luận xã hội, đồng ý. Ồ, nhiều bạn học nghị luận xã hội quá này. À, đoạn văn, nghị luận văn học. Nhưng học sớm hơn được không chị? Nghị luận văn học và nghị luận xã hội. Thế thêm đọc hiểu nó đi để cho hết cả cái đề luôn. À, giải đề đọc hiểu. Rồi, đồng ý. Chị thấy là cái phần kiến thức về các văn bản học kỳ 2 hay là phần kiến thức về các văn bản truyện cũng là một cái nội dung mà nhiều bạn quan tâm đấy. Hay ví dụ như là cách phân tích một đoạn trích ở trong tác phẩm truyện cũng là một dạng đề mà nhiều bạn lo lắng. Nên chị đang suy nghĩ về cái nội dung đấy để tổ chức thêm một buổi nữa. Đấy, và nếu như mà sự tương tác của chúng mình này, hoặc là các bạn có nhiều những cái điều muốn trao đổi hơn nữa, thì chúng mình sẽ không phải dừng lại ở một buổi hay là hai buổi, mà có thể sẽ nhiều hơn nha. Đồng ý không? Đồng ý nhá. Ok, rồi. Còn trước mắt thì buổi học ngày hôm nay các bạn tập trung để chị tổng kết lại này. Tập trung để chị tổng kết lại nhá.
chúng ta cùng trao đổi về cách thiết lập một bài văn nghị luận văn học. Tuy nhiên thì chưa thể nào hoàn thiện với cả phần kết bài, nhưng chúng mình cũng đã đi sâu vào phần mở bài này và phần thân bài. Trong đó phần mở bài là có những cái lưu ý trong việc dẫn dắt để làm sao chúng ta có được một mở bài đúng, đủ, sâu và hay. Đối với phần thân bài thì cái lưu ý lớn nhất đó là cần phải gắn hệ thống ý của mình với vấn đề nghị luận, chứ không được áp dụng một cách nguyên si kiến thức nền. Cái lưu ý thứ hai đó là về việc diễn đạt. Để làm sao chúng ta chỉ cần nhớ các ý chính thôi, còn lại việc diễn đạt là tự chúng ta làm chủ. Và ta hoàn toàn có thể bay bổng với chính giọng văn của mình. Thì đấy là những nội dung mà ngày hôm nay chúng ta cùng trao đổi với nhau. Các bạn có thể chủ động ghi lại những kiến thức này, hoặc là chúng ta có thể xem thêm ở trong tài liệu nhé. Đừng quên những quà tặng, những mã ưu đãi mà chúng ta đặc quyền của chúng mình được nhận khi tham gia buổi học ngày hôm nay. Thứ nhất là em hãy chụp ảnh màn hình khi chúng mình tham gia buổi học này nhé. Chỉ tính trong cái phần chụp ảnh màn hình này thôi, đồng ý không? Các bạn chụp ảnh thì có thể giúp chị là chụp cả cái phần thời gian nữa, để mà chúng ta chứng minh rằng là đã tham gia buổi học ngày hôm nay. Đó, và khi mà các bạn có được bức ảnh đấy rồi thì các em nhắn tin về trang fanpage Học Văn Chị Hiên Học Cơ Sở, mà đã có một số bạn gửi link ở trong hộp chat của chúng mình rồi đấy. Các bạn nhắn tin về đó và kèm theo đấy là cái mong muốn về khóa học mà chúng ta muốn tham gia, thì các bạn sẽ được giảm ngay 100.000 về mặt học phí nhá. Đồng ý không nào? Rồi, đấy. Thì đấy là những nội dung mà chúng mình cùng đồng hành với nhau trong buổi học này. Rất rất cảm ơn các bạn vì sự tương tác này, vì những cái mong muốn nghiêm túc của chúng ta, vì cái sự quyết tâm của các em trong hành trình ôn thi vào 10 với môn văn, và chị tin là còn với những cái môn học khác nữa. Nên chị cũng có một niềm tin mãnh liệt rằng là các bạn sẽ dần dần đến gần được với mục tiêu của mình đấy. Cùng cố gắng nhá, đồng ý không? Còn bây giờ thì buổi học của chúng mình phải kết thúc tại đây thôi. Nếu như có duyên, nếu như có thể, thì chúng mình sẽ gặp lại nhau ở trong những buổi học khác nữa nhá. Nhưng vẫn có rất là nhiều cách để em có thể có được những tài liệu hoặc những cái phần phương pháp tốt cho mình thông qua các kênh thông tin của Văn Chị Hiên, như là Facebook thì có trang fanpage Học Văn Chị Hiên Nhiều Cơ Sở này, YouTube thì có kênh Học Văn Chị Hiên này, TikTok cũng có kênh Học Văn Chị Hiên nữa này. Đó, và cũng có rất là nhiều những đầu ấn phẩm, những khóa học để em có thể tham khảo nữa nha. Mọi thông tin thì em có thể nhắn tin và liên hệ với Học Văn Chị Hiên qua những cái kênh thông tin như vậy nhé. Còn bây giờ thì chị phải nói lời tạm biệt với các bạn rồi. Cảm ơn các em rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong những dịp khác chúng ta đồng hành cùng với nhau nha. Tạm biệt các em. Rồi, tạm biệt các bạn nhé.